lông gấu đây nhá. Mặt kia cũng mặc được luôn. Hàng gì lại sao hai mặt này em còn màu xanh này, màu xanh người máy này với lại màu hồng của con gái nữa. Các mẹ ơi, gilê phao rẻ 49k này. Chị Miền Nguyễn thích mẫu này không ạ? Các chị đợi em một tí nhá, cho chị Miền Nguyễn chốt nốt đơn, chị lấy gilê phao cho bé mặc này. Cái hàng này là hàng siêu nhẹ nhá, rất là dày và ấm mà lại siêu nhẹ nhá.